Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Mazda CX-8 bất ngờ giảm giá 175 triệu đồng để cạnh tranh với Hyundai Santa Fe và Toyota Fortuner. Mazda CX-8 vừa được Taco giảm giá bán lẻ lên tới 175 triệu đồng tại thị trường Việt Nam. Mẫu SUV 7 chỗ này là đối thủ cạnh tranh của Hyundai Santa Fe, Toyota Fortuner và Ford Everest. Cụ thể, trong tháng này, khách hàng mua xe Mazda CX-8 được ưu đãi lên tới 175 triệu đồng. Phiên bản Premium AVD 2 cầu được giảm giá trực tiếp 150 triệu đồng, cao nhất trong phân khúc ở thời điểm hiện nay. Phiên bản Premium 2VD 1 cầu giảm 140 triệu đồng và phiên bản Luxury giảm 95 triệu đồng. Phiên bản Deluxe cũng được giảm giá trực tiếp 110 triệu đồng, giúp cho khách hàng dễ dàng sở hữu ngay SUV 7 chỗ với giá chỉ có 1 tỷ 039 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng còn được tặng gói phụ kiện chính hãng trị giá 25 triệu đồng, gồm có phim cách nhiệt, thảm trải san, túi cứu hộ, riêng ba ga mui và ốp cản sau chỉ áp dụng trên phiên bản Premium và bản Luxury. Mazda CX-8 gây ấn tượng với khách hàng bằng thiết kế côđô tinh tế, đặc trưng, la răng hợp kim 19 in tiêu chuẩn, đèn pha LED tự động, đèn sương mù và đèn hậu ở dạng LED. Với không gian 7 chỗ đích thực, hàng ghế trước của Mazda CX-8 hỗ trợ tối đa người lái, hàng ghế sau rộng rãi, thoải mái, dễ điều chỉnh. Để ra vào phía sau, toàn bộ ghế ngồi đều có tựa đầu cao và phần đệm ôm sát cơ thể, nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến cột sống. Đặc biệt, đây là mẫu xe hiếm hoi trong phân khúc sở hữu da Nappa, ốp gỗ Aeus sang trọng, cùng điều hòa 3 vùng độc lập và dàn âm thanh 10 loa Bose cao cấp. Cùng với đó là các trang bị tiện ích như hệ thống khởi động bằng nút bấm, ghế lái điều chỉnh 10 hướng, hệ thống thông tin giải trí MZD Connect, rèm che nắng, điều hòa điều khiển độc lập, chế độ trượt ngả lưng ghế, chức năng sưởi ghế, tựa tay tích hợp ngăn để ly và cổng sạc USB. Ngoài ra, CX-8 còn sở hữu khoang hành lý rộng rãi tới 209 lít, có thể tăng lên đến 742 lít khi gặp hàng ghế thứ 3. CX-8 được trang bị động cơ Skyactiv-G dung tích 2,5 lít. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 188 mã lực, mô men xoắn cực đại 252 Nm, hộp số tự động 6 cấp kết hợp cùng hệ dẫn động cầu trước hoặc là 4 bánh toàn thời gian. Với thiết kế sang trọng, thời thượng, khả năng vận hành mạnh mẽ cùng nhiều trang bị tiện nghi cao cấp, an toàn tối ưu và giá bán hợp lý, Mazda CX-8 chắc chắn đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng cá nhân và đặc biệt là nhóm khách hàng gia đình, góp phần giúp Mazda chinh phục phân khúc xe đa dụng 7 chỗ đang sôi động hiện nay. Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh cụ thể, sắc nét và đẹp mắt. Rất mong các bạn đăng ký kênh và nhớ bật chuông nhỏ bên cạnh để nhận bài thường xuyên. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui trẻ hạnh phúc và thành công.